Rồi xin chào anh em nhé Review cho anh em một combo Bao gồm một con khoan DCD805 Một con vít DCF787 2 pin 5 A Một sạc nha anh em Bộ này là 2 pin 5 A Một sạc Rồi Anh em có thể tham khảo bộ này nhá Một con khoan Một con vít 2 pin 5 A Một sạc Bộ này thì để cho anh em Giá trọn bộ là 6 triệu 900 ngàn 6.900.000 bao gồm một con khoan đời mới 2022 là DCD 805 với lực siết là 90 Newton, kèm theo là vòng tua maximum là 2000. Đó. Rồi tiếp theo là đèn đèn led của nó thì nó sẽ chỉnh được đèn led là gập lên gập xuống ba nấc cho anh em lựa chọn nhé ba nấc gập đó. đó. thì tùy vào phù hợp để anh em giỏi ở đâu để anh em sử dụng nhé kèm theo có chức năng là mở đèn sáng và tắt đèn luôn anh em ban ngày anh em tắt đèn hai cấp chỉnh số 15 cấp trượt này kèm theo là chế độ khoan thường và chế độ khoan có búa thì full bộ của nó sẽ là 6 triệu 900 ngàn Anh em có thể mua lẻ nếu anh em có nhu cầu Giá thị trường của bộ này thì nó sẽ nằm tầm hơn 7 triệu Hơn 7 triệu rất là xa Tầm 7 triệu rưỡi một bộ như thế này Nếu mà giá thị trường chuẩn Nhưng mà bên em là đưa giá tốt cho anh em Để anh em lựa chọn khỏi phải bỡ ngỡ về giá cả đó Thì anh em cứ giống như nhìn mặt gửi vàng đấy anh em cảm thấy phù hợp là anh em cứ lập, còn về giá thì em luôn đưa cho anh em cái giá hợp lý, không bị hớ giá khi anh em mua hàng. Đó, anh em có thể tham khảo 6.900.000 bao gồm một con khoan, một pin 5A, một con vít, một pin 5A kèm một sạc 115 một một điện 220V. Hàng này thì anh em lưu ý là bảo hành chính hãng 3 năm đối với thân máy và pin sạc 1 đổi 1 trong vòng 1 năm thì anh em có thể tham khảo nha, 6.900.000 cho bộ này và đặc biệt hơn nếu mà anh em có nhu cầu anh em có thể lấy thêm một cái thân máy bu lông này đó thân máy bu lông này là DCF 911 giá hiện tại là niêm yết là 2 triệu 390 ngàn và nếu anh em lấy kèm bộ này em để cho anh em là 2 triệu đồng cái thân máy này đi kèm vào vào cái bộ này có nghĩa là anh em sẽ có 3 thân máy hai pin một sạc để anh em sử dụng có bu lông để anh em sửa xe máy luôn nó anh em tham khảo bộ này nhé đây sẽ là một set uh, 8 uh, à, 8 triệu 900 ngàn 3 máy 2 pin 1 sạc 2 pin 5A luôn 8 triệu 900 ngàn rất là rẻ luôn nha anh em 8 triệu 900 ngàn thì thường thường nếu mà hồi hồi trước thì anh em chỉ mua được một cặp combo thôi Nhưng mà hôm nay thì anh em lại thêm được một con bu lông lực 339 Newton vào Thì nó chỉ có giá triệu giá là 8 triệu 900 ngàn để phù hợp để anh em sửa chữa Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề 08 88 40578 phát của gấp địa chỉ là ở thống nhất của gốcp 854 43 thống nhất phường 5 của góc nha anh em rồi Cảm ơn anh em đã xem video full bộ 6 triệu 900.000 là hai cây anh em lấy thêm cây này hỗ trợ giá nữa là thành 8 triệu 900.000 và anh em lưu ý là anh em bao anh em chuyển khoản em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em nhé anh em có thể yên tâm về hàng hàng thì sẽ được bảo hành lên đến 3 năm rồi anh em khi nhận hàng thì sẽ kích hoạt bảo hành theo cú pháp DAC khoảng cách má cao A à, còng số seri máy Số seri máy là anh em lưu ý đối với những con máy này Thì nó sẽ số seri như con này nó sẽ nằm ở đây luôn Đây số seri con này là 001114 Đó. Sản xuất 2022 Rồi số seri của con khoan Ví dụ anh em xem số seri thì con khoan nó lại nằm trên này đó thì nếu anh em nào mà chưa biết về cách kích hoạt bảo hành thì anh em có thể liên hệ em qua Zalo em sẽ hướng dẫn cho anh em kích hoạt bảo hành một cách đúng nhất và tốt nhất để ngay khi anh em bảo hành là được chính sách bảo hành là trọn vẹn đó. Kể cả anh em mua hàng ở nơi khác nếu mà vẫn chưa biết kích hoạt bảo hành như thế nào để cho đúng phù hợp thì có thể liên hệ em Zalo em sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể. Rồi cảm ơn anh em.